Xin chào các bạn. Chúng ta tiếp tục với bài Trách ai vô tình. Bài này được là một bài theo điệu Lý Mỹ Hưng. Các bạn nghe qua một lượt. Chúng ta chỉ nghe một lượt như vậy thôi, bởi vì bài này các đoạn sau nó lặp lại nhạc tương tự như vậy, thì chúng ta sẽ học một đoạn như vậy thôi. Tôi hướng dẫn các bạn câu đầu tiên. Chúng ta chuẩn bị cho mình một cây sáo tông đô. Thì trong cái bài này tôi hướng dẫn bằng sáo đô. Câu đầu tiên: Sòn la đô, sòn la đô, bạn tình ơi. Chúng ta sòn là dê nhé, tôi xin lỗi. Sòn là dê, chúng ta chú ý là sòn cộng 2 này, là cộng 2 này, dê cộng 3. Chúng ta đặc biệt chú ý dê cộng 3, chúng ta bấm mở như thế này. Bạn tình ơi. Tiếp theo: dẫu gì cũng xa nhau rồi, dê là này, dê là. Dê là, dê si la son. Lấy. Tôi nhắc lại này. Dê là, dê si la son. Câu tiếp theo: dòng sông nước chảy, pha pha nè, pha son. Chúng ta nhớ chú ý dòng sông nước chảy, pha son na pha, thì chúng nó cái nốt nước chảy này chúng ta vuốt ngón xuống cái nốt dê này. Các bạn đặc biệt phải chú ý chủ yếu là nhìn vào ngón tay của tôi nhé, bởi vì tôi mô tả nốt cảm âm nó hơi khó. Tiếp theo: con thuyền sóng đưa xa bờ, con thuyền sóng đưa xa bờ. Mi dê đòn, phá, si là. Tiếp theo: tại vì ai, sòn là dê, quãng 1 đến 2 này, sòn có 1 này, là có 1 này, dê cũng ai.
pha. Tiếp tục lên quãng 3 nhé. D3. Dế là dế đô quãng 3. D3 này là 2 này. D3 đô 3. Các bạn nhìn ngón tay nhé. Tôi thổi chậm câu này. Tiếp theo, ai ai đã quên ta. Chỗ này đặc biệt khó nên gặp pha 3. Đây là pha 3. Chúng ta chú ý cách bấm này, pha 3. D3, pha 3, đô 3. Dê pha dê đô. Dê pha dê đô. Chậm. Xong quãng 2 tiếp này. Mà cơ. Ai đã quên ta mà cơ sao ta còn thương. Pha xí. Pha xí. Trách ai quên tình. Tiếp theo này. Trách ai quên tình. Fa mi dê là. Chúng ta chú ý nó là luyến từ si xuống cho nó êm. Dê đô dê fa son la. Chậm lại. Lỡ yêu thương người. Fa mi dê là. Tiếp theo, nên giờ dáng giờ đợi ta. Dê đô dê sòn là dê. Dê phà. Phà sòn la. Phà dê dê, sorry các bạn. Dê đô phà sòn là dê. Tôi thổi chậm lại cả câu này. Vâng, như vậy bài này chúng ta sẽ chỉ học một đoạn như vậy. Các đoạn sau nhạc tương tự, cách thổi tương tự. Xin hẹn gặp lại các bạn.